Không rút nhá. Không quýt nhá. Em cảm ơn anh. Không quýt nhá. Ừ. Tắt kè thôi nhé. Không quýt nhá mọi người. Em cảm ơn anh. Có chấm nước không? Có. Chấm đi tắm không? Tắm rồi. Tại sao nóng? Lấy hộp em cái đầu đầu em để vào. Ui, còn giờ gội đầu của mày sợ ma quá. Này. Ông sợ ma quá. Này, ngửi thử đi. Hơi bị thơm đấy, này. Thấy chưa? Thôi không phải giả mà. Không thơm. Thơm. Không. Không thơm mọi người. Có 200. 200 triệu rồi đúng. Xong. Hết rồi, hết tiền ở trong làm việc nha. Vừa mua cái máy bay 70 triệu rồi.